của ngon vật lạ trăm vùng, không bằng nhãn tiến, nhãn lồng Hưng Yên. Trước cửa đình Hiến, nằm trong khu di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến, có cây nhãn tổ được Hội Làm Vườn Việt Nam xác định 300 năm tuổi. Đây là cây nhãn đường phèn, quả to, hạt nhỏ, cùi giòn, vị ngọt đậm, thơm ngon nhất vùng. Một tiếng chim hú cuối mùa thu. Cây nhãn tổ hay còn gọi là nhãn tiến vua, và đây là cây nhãn mà dùng nhân giống cho toàn bộ nhãn của vùng Phú Hiến xưa kia. Đây chỉ là một cái nhánh của cây nhãn tổ thôi, bởi vì là xưa kia thì vào một cái trận bão lớn thì cái cây nhãn tổ nó đã bị đổ xuống, và nhân dân đã tìm cách là quây lại cái gốc cây nhãn tổ bằng cái kè đá xung quanh đây, và từ cái gốc cây nhãn tổ đó thì có đâm nên một cái chồi mới, và nhân dân hay nói là hậu thế của cây nhãn tổ sau này. Thế nhưng mà hàng năm thì cái cây nhãn tổ vẫn ra quả đều đặn, và đặc biệt là năm nay thì cái mùa nhãn rất là được mùa, vì thế cây nhãn tổ cũng có nhiều quả hơn so với những cái năm khác. Khi mà nhãn chín ở cái cây nhãn tổ này thì sẽ được thu hoạch xuống và để cúng thánh và cúng Phật ở hai di tích đình và chùa Hiến trước tiên, sau đó thì để du khách thập phương và nhân dân đến đây thắp hương chiêm bái ở những tuần rằm như mùng 1 chẳng hạn, thì có thể là thụ lộc của thánh, thụ lộc ở tại chùa và được thưởng thức cái sản phẩm của cây nhãn tổ đây. Thường trong dân gian chỉ có tổ nghề hay tổ nghiệp, chứ hiếm có nơi nào trên đất nước Việt Nam lại có cây tổ. Ấy vậy mà trên chính mảnh đất của nhãn lại tồn tại cây nhãn tổ. Đó là điều đặc biệt, lý giải vì sao nhãn lại gắn bó mật thiết với đời sống của người dân Hưng Yên. Cây nhãn này là từ ngày xưa đến giờ là người ta coi đó là một cái cây, kể cả không những là chỉ bán quả nhưng nó còn là một cái nguồn sống của người Hưng Yên. Chính xuất phát từ cái nguồn đấy cho nên tất cả các làng thì từ làng nọ nối với làng kia thì họ đều có các cái vườn nhãn thành một màu xanh. Trên đê có nhãn, dưới triền đê có nhãn, tất cả đều là một cái trồng nhãn, và nhãn ở trên bên đường nó ngang, nó đẹp như là những các cái vị mà đứng đấy để vẫy khách đón chào về Hưng Yên đấy, coi như đón chào về Hưng Yên, và cũng để gợi cho người ta cái là biết thưởng thức cái nhãn, và thưởng thức cái nhãn nào là họ phải chọn nhãn lồng. Thì đấy là cái, thì cái đấy nó vào mạch nguồn rồi, nó vào đời sống hàng ngày từ bao nhiêu trăm năm nay rồi, từ bao nhiêu, từ khi có cái mảnh đất này đã có nhãn, chứ không, vì thế cho người ta không khẳng định được nguồn gốc của nó có từ bao giờ và đâu đưa đến. Thế và từ đó đến giờ thì người dân Hưng Yên đều gắn với cái vườn nhãn của mình. Nhà có thể là dăm cây, nhà có thể một vườn, nhà có thể hai ba cây cổ thụ, hoặc có thể một số cái cây mới chiết ghép, nhưng vẫn để làm tạo thành một cái rừng nhãn của Hưng Yên. Nó nối từ làng này sang làng khác, xã này sang xã khác, nó thành một cái màu xanh của nhãn phủ ở dưới, còn trên là các nhà cao tầng. Nếu nhìn cảnh đó ở nông thôn đổi mới bây giờ, nông thôn xịn thôi, thì phải nói là nó quá đẹp, nó quá đẹp. Và người ở cái vùng trồng nhãn, người ta cảm thấy lúc nào cũng thư thái, hưởng được cái hương vị của đất trời, hưởng được cái thứ mà lộc trời cho mà những nơi khác trời không ban. Thì tôi cho rằng cái ấy mới là cái mạch nguồn, và cây nhãn luôn luôn gắn với người Hưng Yên. Người ta cứ nói đến là người xứ nhãn thì dứt khoát phải nói là người Hưng Yên. Đấy. Thế thì rõ ràng là nó đi vào máu thịt, nó đã đi vào cái tiềm thức, nó đã đi vào mạch nguồn, và đến bây giờ gần như nó nhuyễn vào trong máu của người Hưng Yên đối với một cái cây đặc sản như thế này. Đã thành thông lệ, cứ vào mùa nhãn chín, những người lính đã từng chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị năm xưa lại tổ chức gặp mặt ôn lại kỷ niệm về một thời trận mạng. Xen lẫn ký ức về mùa hè đỏ lửa ở thành cổ năm 1972 là hình bóng cây nhãn quê hương. Cũng chính từ hình ảnh cây nhãn quê hương năm xưa, theo họ đi đến những chiến trường tiếp thêm sức mạnh cho những người lính quê Hưng Yên chiến thắng kẻ thù. Chúng tôi thì đều là lính ở thành cổ Quảng Trị. Nhiều khi cũng nói với anh em thanh niên, nếu mà nói về trong học hành thì giới thiệu cho cái giáo dục cho cái thế hệ trẻ là lá ngụy trang xanh của anh bộ đội. Nhưng mà là những người lính ở thành cổ Quảng Trị mà nói đến lá ngụy trang xanh thì lại là một cái điểm mà dễ địch chú ý. Bởi vì lúc đó cây cối hoang tàn hết, nên không còn có thể lá ngụy trang. Thế nhưng mà chúng tôi ước ao làm sao mình lại có được những cái nhãn, những cái cành nhãn quê nhà để che chở cho mình,
để mà che giấu được quân thù, để rồi mình lại tiếp tục chiến đấu để thắng được kẻ địch. Đây là một ước ao lớn của chúng tôi. Thế và chúng tôi mỗi một khi, đặc biệt là những cái mùa hè đỏ lửa, chúng là cũng là cái mùa nhãn, nên chúng tôi cũng ước ao là giải phóng, rồi ước ao làm thế nào có được một cái quả nhãn. Thì cái đó cũng là cái cảm nhận của người lính đối với vùng nhãn quê mình, và đây cũng là niềm tự hào không những của người lính mà cả dân tộc của mình cũng đến với nhãn. Tôi đi đến đâu cũng thế thôi, tôi rất tự hào về quê nhãn thôi. Tôi có một câu thơ là khi tôi sang bên Nam Định, tôi có câu thơ là trai Hưng Yên nhãn nồng trung thủy, gái Thành Nam diệt lộ đảng đang. Đấy, từng mang cái quê hương, cái nhãn của quê hương tôi đi khắp mọi miền đất nước. Nhưng nếu một câu hỏi về cái thời xa xưa mà chúng tôi còn chiến đấu ở trong thời cổ đấy, chúng tôi đi đến đâu vẫn được, kể cả những người, những bà mẹ là rất già ở Quảng Trị, khi tôi nói về Hưng Yên thì quê con là nhãn ngọt lắm đó. Đấy, thế nên là đến bây giờ tôi vẫn tự hào là tôi là người Hưng Yên. Hình bóng cây nhãn quê hương đã quá gần gũi, thân thương, trở thành nguồn cảm hứng sáng tác trong nhiều loại hình nghệ thuật như thơ ca, tiểu thuyết, nhạc, họa, nhiếp ảnh, chèo. Nó là cái nguồn cảm hứng của giới văn nghệ sĩ, là người ta đưa vào trong thơ ca hò vè, người ta đưa vào văn xuôi viết thành tiểu thuyết, và nhất là các nhà nhiếp ảnh như ông Dương Tăng thì ông chụp tất cả những các cái hình thái về nhãn lúc là đang đơm hoa theo kiểu mâm xuông. Thì phải nói rằng thì là nó đi vào kể cả thơ ca, nhạc họa, và nó đi vào kể cả những các cái chỗ hát chèo của giới hát chèo, là người ta vẫn có những các cái để ca ngợi nhãn. Thì như thế phải nói rằng nó rất sâu đậm với con người, và nó được ghi nhận bởi những các cái thứ đó, là cái thứ mà là con người Hưng Yên có cái cách để ghi nhận lại. Đấy. Thế và người ta cứ tự hào, gái Hưng Yên Hồng Nhát nói là mắt đen hạt nhãn, thì đúng như thế thật. Khi mà cầm cái máy ảnh, và tôi luôn luôn hướng ống kính vào ghi ảnh đẹp của quê hương Hưng Yên nói chung, Quảng Châu nói riêng, và đặc biệt là cái vùng quê này đối với cây nhãn, thì tôi luôn luôn quan sát cây nhãn từ khi nó trổ hoa cho đến khi mà nó ra quả, rồi đến khi mà nó cho thu hoạch, thì tôi cũng đã lúc nào cũng tâm huyết, cũng đau đáu về cái cây nhãn trong cái cuộc sống của mình. Cho nên là ít nhiều cũng đã có được những cái ảnh, ví dụ như là cái ảnh sắc màu quê hương, là cái ảnh tôi chụp cái dạng nhãn cổ ở trên bờ, trên đê đấy, thì như vậy là cái ảnh đó rất nhiều người thích, nhất là những người Hưng Yên ở xa đấy. Thì người ta thường tặng nhau cái ảnh đó để nhớ về quê hương, nhớ về một cái vùng nhãn. Hay là cái ảnh hoa nắng, tôi chụp một cái cảnh mà bà con người ta đang bóc lông nhãn, thì cũng là một cái ảnh ấn tượng. Cái ảnh đó đã được triển lãm và được trao huy chương đồng, triển lãm sông Hồng. Đấy, và rất nhiều các cái ảnh khác về nhãn, về chợ nhãn, về thu hoạch nhãn. Đặc biệt là cái Quảng Châu mùa nước nổi, là cái mùa mà khi mà nước nó ngập vào, bà con thu hoạch nhãn rồi đi chợ nhãn. Đây là một cái nguồn cảm xúc có lẽ là suốt đời của tôi về nhãn, về quê hương. Con gái Hưng Yên mắt đen hạt nhãn, con gái Hưng Yên thắt đáy lưng ong, con gái Hưng Yên hàm răng như ngọc, con gái Hưng Yên cũng rất kén chồng. Từ cái chùm nhãn, từ hương vị của nhãn mà gây cho tôi rất là nhiều cảm xúc, làm thơ, rồi viết văn, rồi làm kịch bản điện ảnh, kịch bản sân khấu. Thì tất cả những cái đẹp của Hưng Yên, những cái đặc sản của Hưng Yên tôi đều muốn giới thiệu, đều muốn đưa vào. Bởi vì nó là niềm tự hào không chỉ của tôi mà của tất cả những người con Hưng Yên. Thế và tuyệt vời, không phải là thiên nhiên tỉnh nào cũng ban tặng những cái hạt nhãn, những cái chùm nhãn như thế này. Mà sao cứ chọn mỗi cái đất Hưng Yên để cho, mà từ ngàn đời nay rồi. Hình tượng nhãn trong văn học nghệ thuật thì không phải bây giờ chúng tôi mới chú ý đến, mà từ thuở cha ông mình, những nhà văn thế hệ trước cũng đã nói rất là nhiều về nhãn. Ví dụ mình, đất Hưng Yên mình có nhà văn cũng rất là lớn, tên tuổi lớn, và ông viết rất nhiều tác phẩm như nhà văn Học Phi,
Rồi nhà văn Chu Lai là con trai ông cũng là những người viết rất nhiều về đất Hưng Yên nhà mình. Trong tiểu thuyết dù có thể chiến tranh trận mạc, dù có thể là kháng chiến chống Pháp của cụ Học Phi, nhưng mà cái hình ảnh người con gái Hưng Yên ở trong ấy nó vẫn rất là đậm nét, là những người con gái như thế nó sinh ra từ đất Nhãn mà quê hương của ông. Thế thành thử ra rồi đến những thế hệ sau này, rồi đến Nhãn Đầu Mùa cũng là một tiểu thuyết rất là nhiều văn xuôi có thể viết về Hưng Yên, nhưng Nhãn Đầu Mùa đã được thử thách qua thời gian và bao nhiêu người đều thích cái tác phẩm đấy. Và rồi cho đến ngày hôm nay, rồi chúng tôi cứ mỗi người, mỗi vẻ, mỗi người đều đóng góp cho quê hương mình những cái tác phẩm mà mình cảm thấy tâm đắc. Ví dụ như tôi thì về bài thơ vui của con gái Hưng Yên, và đấy nó như là một cái biểu tượng của Hưng Yên mình. Mình ca ngợi phụ nữ Hưng Yên, con gái Hưng Yên, nhưng chính ra là ca ngợi người Hưng Yên mình. Thế rồi nhạc sĩ Vĩnh Cát cũng sẽ nói vì sao ông viết về bài ca về cái vườn nhãn quê nhà. Ở nơi ấy vườn cây uốn quanh ven bờ sông rộng mênh mông, cánh đồng cò bay thăng cánh. Ở nơi ấy có người bạn tôi mến thương, mắt đen đen như hạt nhãn lồng. Tôi rời xa nơi ấy qua vài mùa nhãn rồi, hỡi quê mới thân yêu, tôi cùng người trồng nhãn mới. Tôi rời xa nơi ấy là muốn đem về mùa xuân cho quê hương tôi. Tôi là quê gốc ở Hưng Yên, lớn lên ở Hà Nội từ nhỏ. Nhưng mà những ngày nghỉ hè, những ngày nghỉ Tết thường vẫn được các cụ dẫn về quê chơi. Thì mỗi lần về và mỗi lần đi xa thì cái để lại trong tôi nhiều nhất vẫn là cây nhãn, là khúc nhãn, là vườn nhãn. Cho nên lúc nào tâm tưởng tôi cứ nghĩ đến Hưng Yên, nghĩ đến quê hương là nghĩ đến hình tượng cây nhãn. Tất nhiên là các tác phẩm của tôi thì không phải lúc nào cũng là nói về quê hương Hưng Yên trực tiếp của mình. Nhưng mà khi nói về quê hương chung là cả đất nước ta, cả các vùng miền khác, thì cái linh khí Hưng Yên ấy, nó vẫn ở trong ở trong những cái bài hát đó. Thế thì là nó là một cái mạch nguồn, nó là một cái cảm xúc mà tự nhiên nó đến, không mời gọi nhưng mà nó sẵn sàng, lúc nào cũng sẵn sàng trào ra. Nhãn đóng một cái vị trí như là trung tâm của mạch nguồn. Vậy cho nên là khi viết về cái cuộc vận động đồng bào miền xuôi lên miền núi xây dựng quê hương mới, Hưng Yên lên Sơn La xây dựng quê hương mới, thì tôi cũng nghĩ ngay đến là cây nhãn, và người Hưng Yên phải mang cây nhãn lên rồng ở quê hương mới. Rời xa nơi ấy qua vài mùa nhãn rồi, ơi quê mới thân yêu, ta cùng người trồng nhãn mới. Ôi rời xa nơi ấy là muốn đem về mùa xuân cho quê. Ông Đào Khắc Tộ, quê gốc ở xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, năm nay tròn 90 tuổi, hiện đang định cư tại bản Quyết Thắng, xã Triềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Theo tiếng gọi của Đảng, lên đây xây dựng vùng kinh tế mới từ năm 1956.
Khi đó khu vực sông Mã còn là địa bàn rừng thiêng nước độc. Ngoài khó khăn thiếu thốn là nỗi khắc khoải nhớ quê, nhiều lúc tưởng như không vượt qua được, nhưng cũng nhờ cây nhãn quê hương đã giúp gia đình ông trụ vững, xây dựng gia đình ấm no trên quê hương mới. Cuối năm 79, tức là năm 79, nhãn ở dưới nhà... Nhiều lúc nhớ quê lắm, nhớ cội nguồn lắm. Chính đây là một nguồn động viên lớn, cả về tinh thần lẫn vật chất. Trong cây nhãn, trong thấy quả nhãn, là trong đó có quê hương, thành nguồn. Nó rội rẻ, quý hóa lắm, mà mang ơn cội nguồn lắm, mang ơn quê hương lắm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La là anh Lưu Văn Cường, quê gốc ở xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ cho biết. Người Hưng Yên gốc ở đây chiếm 1/4 dân số toàn xã. Gia đình nào cũng trồng nhãn, nhà ít cũng trồng 1 hectare, nhà nhiều trồng từ 5 đến 7 hectare, mỗi năm cho thu hoạch từ 200 đến 300 triệu từ thu hoạch nhãn. Cây nhãn không những chủ lực làm giàu cho người Hưng Yên lập nghiệp ở huyện Sông Mã, mà còn là cây xóa đói làm giàu cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Rồi gắn với quê hương Sơn La để làm sao đúng là... Người con Hưng Yên, rồi con cháu mà được sinh ra ở Triềng Khương nhưng mà mang dòng máu từ Hưng Yên lên ấy, thì lúc nào cũng luôn nhớ về cội nguồn là Hưng Yên, là nơi sinh ra, tức là tổ tiên của mình. Thứ hai này có các cái giống nhãn mà để phát triển kinh tế đạt hiệu quả mà nên cái vùng Triềng Khương, Sông Mã này, Sơn La thì rất là có ý nghĩa. Chúng tôi thì luôn tức là giáo dục con cháu nhớ về tức là cội nguồn là Hưng Yên. Thứ hai là khi có cây nhãn mà mang từ giống Hưng Yên lên ấy, thì đây cũng mang cái tính chất đậm đà bản sắc của người dân Hưng Yên. Người dân tức là từ cội nguồn, từ các cụ mang lên và bây giờ truyền lại cho các thế hệ chúng tôi và cho các hệ con cháu chúng tôi. Nó vừa là kinh tế nhưng cũng vừa là văn hóa, để hai cái tức là nó phối kết hợp, mà muốn phát triển được văn hóa sâu đậm hơn thì cũng kèm theo là phát triển kinh tế, thì nó càng thêm tức là đậm đà và có những cái dấu ấn kỷ niệm rất sâu sắc. Nhìn thấy nhãn, nhìn thấy con người và yêu quý cái hương nguồn gốc của mình. Bố mẹ tôi thì đưa anh em chúng tôi lên đây từ năm 1964, quê gốc thì là ở thôn Nội Năng, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Nên là khi lên trên này thì ban đầu là cũng được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nghe theo tiếng gọi của Bác Hồ là nên xây dựng cái vùng kinh tế mới và xây dựng phát triển cái văn hóa ở miền núi. Thì cũng được sự quan tâm của Bác lãnh đạo, lúc bấy giờ không phải gọi là huyện ủy Sông Mã, mà lúc bấy gọi là châu ủy Sông Mã. Vì châu ủy Sông Mã được thành lập bởi ba vùng. Thế này bác thường cũng về quê xin tỉnh ủy Hưng Yên là 64 cây nhãn để kỷ niệm vào cái năm 64 đưa người khai hoang lên Sông Mã. Thế nhưng trong quá trình trên đường đi thì do đường xa, rồi nó sóc, nó không phải đóng bầu như hiện nay, mà trước đây là đáy bầu. Do đoàn thanh niên của tỉnh ủy, cơ quan tỉnh ủy Hưng Yên đánh để kỷ niệm. Thế nhưng đến trên này thì còn 61 cây để bác phân phát cho các cơ sở khai hoang và các cơ sở các cái bản sở tại để trồng. Thì hiện nay là cái nhóm trong cái số cây đó trồng năm 1964 thì ở Hải Sơn này là còn 3 cây. Thế và cái đặc biệt trong quá trình suốt mấy chục năm trời, thì cho đến suốt từ năm 1964 cho đến những năm mà cũng thập kỷ 80, tức là từ những năm 80, thì cứ đến Sơn La thì chúng ta cứ tưởng tượng là nhìn thấy cây nhãn thì khẳng định đó là người quê gốc Hưng Yên, mà đã gặp người Hưng Yên thì kiểu gì cũng phải thấy cái cây nhãn. Đây nó là một đấy, nó là cái mạch nguồn của sự phát triển cho đến hôm nay. Thế và một lần nữa đến thế hệ anh em chúng tôi là thế hệ thứ hai thì cũng khẳng định một cái điều là đây là một trong những cái cây nhãn là một trong những cái kỷ niệm rất sâu sắc của cái thế hệ thứ một và thế hệ thứ hai khi nên khai hoang. Cái ngày đó thì không có những cái phong cảnh như thế này, nên nhà tranh vách nứa, rồi thậm chí rừng rất là hoang vu.
Thế và quyết tâm ở cái bám trụ cái mảnh đất trên vùng sơn cước, trên vùng núi non hiểm trở như thế này, thì cứ nhìn thấy cây nhãn thì bớt nhớ quê hương, nhìn thấy cây nhãn thì lại nhớ cái cảnh quê nhà. Thế cho nên là cũng từ cái xuất phát từ cái tình cảm hàng ngày như thế thì thế hệ bố mẹ chúng tôi rồi đến anh em chúng tôi thì mới quyết tâm vượt qua được những cái khó khăn, không phải là khó khăn về vật chất mà khó khăn luôn cả về cái tinh thần. Lúc đó chưa có truyền hình, tất cả một xóm chỉ có một cái đài bán dẫn để nghe thông tin ở quê nhà như thế nào, thông tin ở đất nước ra làm sao. Thế cho nên là nói đến đây là bản thân tôi thấy là rất xúc động, vì lúc bấy giờ bản thân thì cũng còn rất bé, có thể là chưa nhìn nhận hết được, nhưng đến sau này khi trưởng thành rồi thì mới thấy được là tình cảm khi khai cái mạch nguồn, nên đến giờ này thì chúng tôi cũng vẫn cứ truyền lại cho các thế hệ sau, là rất tự hào người Hưng Yên là mang những cái cây đặc thù. Đến giờ này thì tất cả các dân tộc anh em ở khu vực Sơn La này, 5-6 dân tộc vùng cao này đều được cũng như thế là phổ biến cái cách trồng, cách chăm sóc để phát triển cái cây nhãn giống từ Hưng Yên lên. Từ giống nhãn lồng Phố Hiến được người Hưng Yên đem lên tỉnh Sơn La, đến nay diện tích nhãn tính riêng ở huyện Sông Mã đã trồng trên 7.100 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch quả là 4.700 ha, với sản lượng ước đạt trên 42.000 tấn quả mỗi vụ. Nhãn ở đây không chỉ là cây phủ xanh đất trắng đồi trọc mà còn là cây mũi nhọn phát triển kinh tế của huyện. Nâng cao hơn nữa cái chất lượng sản phẩm quả nhãn mà có nguồn gốc từ Hưng Yên thì đến nay thì chúng tôi vẫn thường xuyên là có cái sự trao đổi phối hợp với lại các huyện của tỉnh Hưng Yên đấy, để cùng trao đổi thống nhất về làm sao mà có cái cách thức là làm sao mà nâng cao hơn nữa cái chất lượng cái quả nhãn có nguồn gốc từ Hưng Yên lên. Và đặc biệt ở đây là có cái vai trò rất lớn của các cái hộ sản xuất nhãn và các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất nhãn trên địa bàn. Đấy, qua cái kinh nghiệm sản xuất thực tế và qua cái học tập kinh nghiệm từ quê hương ở Hưng Yên thì đồng bào cũng đã chủ động là mang những cái giống mới có năng suất hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó là ứng dụng các cái biện pháp kỹ thuật như là ghép cải tạo, rồi là thực hiện cái chăm sóc. Thì hiện nay thì cái sản phẩm nhãn quả tươi và long nhãn của Hưng Yên thì như vậy mà mới có được kết quả như ngày hôm nay. Tự hào thay, cây nhãn Hưng Yên đã theo người Hưng Yên lên vùng đất mới, góp phần xây dựng quê hương thứ hai giàu đẹp. Phải chăng đó cũng chính là khí chất, chiều sâu văn hóa của người Hưng Yên được hun đúc từ bao đời? Giống như nhãn lồng Phố Hiến được tích cóp từ linh khí tinh túy của đất trời để dâng cho đời hương thơm và vị ngọt, đó cũng là mạch nguồn văn hóa Hưng Yên. Dù ai buồn bắc yêu ban đông cũng không quên được nhãn lồng quê tôi. Dù ai đi ngược ia về xuôi có về Phố Hiến với tôi thì quê tôi một nắng hai sương, lấy chồng xứ Bắc xứ Đông vẫn không quên được.